Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phàn Phật khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo, thể trọn đời giữ đạo theo tử tính làm lành, cùng pháp giới chúng sinh cầu Phật từ gia hộ, tâm Bồ Đề kiên cố, chí tu đạo vững bền, xa biển khổ nguồn mê, trong quay về bờ giác. Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Thập Phương Pháp Giới Thường Trụ Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh. Đệ tử chúng con nương oai lực Bồ Đề của mười phương chư Phật, bật thỉnh hết thảy chư Bồ Tát cùng chư Thánh Hiền Tăng, theo đại nguyện của các ngài quang giáng nơi pháp hội chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con cùng nương oai lực của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thỉnh hết thảy chư chúng đã phát tâm Bồ Đề, chư thiên chư thần đồng nhau làm hộ pháp hết thảy quỷ thần vì lợi ích của mình, khởi tâm hoan hỷ tinh tấn hộ trì theo oai lực Phật vân tập về nơi pháp hội hôm nay, theo lời thỉnh cầu của chúng con và gia hộ cho chúng con. Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin kính bạch chư hộ pháp chốn Già Lam chùa Ba Vàng, xin các ngài ủng hộ cho chúng con. Kính bạch các ngài nương lòng từ bi và sự chỉ dạy trên sư phụ, nhân mùa an cư kiết hạ của chư tăng, đệ tử chúng con tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng, xin thành tâm đôi trước Tam Bảo phát nguyện tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư tăng, để tán thán công đức Tam Bảo tu bồi giới đức tăng trưởng phúc lành. Hôm nay đệ tử chúng con vân tập về nơi Đại Hùng Bảo Điền, chúng con dâng nén tâm hương khải bật Tam Bảo chứng minh gia trì, chư hộ pháp ủng hộ cho chúng con phát nguyện tu tập các công đức theo mùa an cư kiết hạ của chư tăng. Giờ này chúng con xin tu tập theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Trúc Lỳ thứ 22 và phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự thứ 23. Chúng con xin nguyện đem công đức lần này hồi hướng đền ân chư Phật, báo tư trọng ân phát nguyện đời đời kiếp kiếp nương nguyện Bồ Đề của mười phương chư Phật, để hộ trì Tam Bảo truyền tái Phật Pháp rộng khắp thế gian, đem tất cả công đức hồi hướng cầu vô thượng Bồ Đề. Và hiện tại chúng con hồi hướng công đức mong nguyện chính Pháp của Phật được tuyên dương, các bậc thánh tăng xuất hiện nơi đời hoàng dương chính pháp Phật, đem hạnh phúc cho nhân thiên và muôn loài, các chúng ác ma phá hoại Phật pháp cùng chúng ngoại đạo được duyên giác ngộ, nguyện trên sư phụ được sức khỏe chủ thế gia bà được dài lâu, để hoàng dương giáo pháp của Phật phổ độ quần sinh. Và nguyện cho cha mẹ hiện đời của tăng ni Phật tử tại chùa được mạnh khỏe tăng thêm tuổi thọ, thân bằng quyến thuộc được nhiều lợi ích, sớm có duyên lần tu theo chính pháp của Phật. Nguyện cho gia tiên tiên tổ hiền kiếp cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, cùng các chúng oan gia trái chủ của tăng ni Phật tử tại chùa, nương nơi công đức tu tập của chúng con mà được giác ngộ hoan hỷ, được nương tựa vào chính pháp của Phật để tu tập giải thoát. Chúng con cũng nguyện hết thảy chư thiên chư hộ pháp long thần hộ trì cho đất nước Việt Nam luôn có được minh quân, giữ gìn bờ cõi an ổn nhân dân, khiến cho mọi người được sống trong hòa bình an lạc, ủng hộ cho Phật pháp kiến được thịnh hưng, nguyện cho thiên tai dịch bệnh tiêu giảm,
muôn loài được an lạc trong giáo pháp của Phật. Chúng con hướng nguyện mười phương chư Phật chứng minh công đức phát nguyện tu tập mọi hướng của chúng con, cho sở nguyện của chúng con sớm được thành tựu. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô thượng giáo hộ Bồ Tát Ma Tát. Chí tâm ma đại nha lễ người Nam mô thập phương tần hư không giới nhất na thiết na chư Phật. Chí tâm đảnh lễ ơi Nam mô thập phương tần hư không giới nhất na thiết na tôn pháp. Chí tâm đảnh lễ ơi Nam mô thập phương tần hư không giới nhất na thiết na hiền na thánh tăng. Pháp vi diệu rất sâu vô thượng trăm nghìn muôn ức kiếp khó gặp, con nay thấy nghe được thọ trì nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ơn sâu muôn lời thành bảy cuốn dòng chưa đựng vô biên nghĩa màu, trong có nước cam lô diên nhuần, trong miệng chất đề hồ nhỏ mát, bên răng ngọc trắng tuôn xa lợi, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang, dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kinh diệu pháp liên hoa phẩm trúc lụy thứ 22 lúc bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật từ nơi pháp tòa đứng dậy, hiện sức thần thông lớn, dùng tay mặt xoa đảnh của vô lượng đại Bồ Tát mà nói rằng: ta ở trong vô lượng trăm nghìn muôn ức vô số kiếp, tu tập pháp vô thường chánh đẳng chánh giác có đăng này, nay đem phó chúc cho các ông. Các ông nên phải một lòng lưu bố pháp này, làm cho thêm nhiều rộng Phật ba phen xa đành. Các đại Bồ Tát như thế mà nói rằng: ta ở trong vô lượng trăm nghìn muôn ức vô số kiếp, tu tập pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác khó đẳng này, nay đem phó chúc cho các ông. Các ông phải thọ trì đọc tụng dòng tuyên nói pháp này cho tất cả chúng sinh đều đặng nghe biết. Vì sao Đức Như Lai có lòng từ bi lớn, không có tinh bôn sen, cũng không sợ sệt, có thể cho chúng sanh trí huệ của Phật, trí huệ của Như Lai, trí huệ tự nhiên Như Lai là vị đại thí chủ cho tất cả chúng sinh. Các ông cũng nên thọ hầu pháp của Như Lai, chớ sinh lòng bốn sen ở đời. Vì lại nếu có người thiền nam tử thiền nữ nhân nào tin trí huệ của Như Lai thời, các ông phải vì đó diễn nói kinh diệu pháp liên hoa này, khiến đều đặng nghe biết. Vì muốn cho người đó đặng trí huệ của Phật vậy, nếu có chúng sanh nào chẳng tin nhân thời, phải ở trong pháp sâu khám của Như Lai chỉ dạy cho được lợi ích. Vui mừng các ông, nếu được như thế thời là đã báo được ơn của các đức Phật. Lúc đó các vị đại Bồ Tát nghe Phật nói thế rồi đều rất vui mừng, khắp đây nơi thân càng thêm cung kính, nghiêng mình cúi đầu chắp tay hướng Phật, đồng lên tiếng bất rằng: như lời Thế Tôn dạy, chúng con sẽ vâng làm đầy đủ kính. Xin Đức Thế Tôn chớ có lo, các chúng đại Bồ Tát ba phen như thế đều lên tiếng bạch rằng: như lời Thế Tôn dạy, chúng con sẽ vâng làm đầy đủ kính. Xin Đức Thế Tôn chớ có lo. Khi đó Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khiến các đức Phật phân thân ở mười phương đến đều trở về bốn độ mà nói rằng: các Phật đều về yên chỗ tháp của Phật đã bảo đăng hoàn như cũ. Phật nói lời đó rồi, vô lượng các đức Phật phân thân ở mười phương ngồi trên tòa sư tử dưới cây báo, và Phật đã bảo cùng vô biên vô số đại chúng Bồ Tát bậc thượng hạnh thầy ngài Xá Lợi Phất vân vân, bốn chúng hàng thánh văn và tất cả trong đời trời người A Tu La vân vân, nghe Phật nói rồi đều rất vui mừng. Kinh diệu pháp liên hoa phẩm dược vương Bồ Tát bốn sự thứ 23 lúc bấy giờ ngài Tu Vương Hoa Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, ngài dược vương Bồ Tát dạo đi nơi cõi ta bà như thế nào? Thế Tôn, ngài dược vương Bồ Tát đó có bao nhiêu nghìn muôn ức na do ta hành khổ khó làm mấy thay? Thế Tôn nguyện giải nói cho một ít. Các hàng trời dòng thần giả xoa can thất bà tu la ca lâu la khẩn na la ma hậu na giả nhân cùng phi nhân vân vân, và các
Bảo Ngài Tú Vương Hoa Bồ Tát. Về thuở quá khứ vô lượng hằng hà xa kiếp, về trước có Phật hiệu Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai ứng cùng chánh biến chi. Minh hành tung thiên thế thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trường phú thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Phật đó có 80 ức đại Bồ Tát, 72 hằng hà xa chúng đại thánh văn Phật sống lâu 42.000 kiếp, Bồ Tát sống lâu cũng bằng Phật. Nước đó không có người nữ địa ngục ngạ quỷ súc sanh a tu la vân vân, và với các khổ nạn đất bằng như bàn tay chất lưu ly làm thành cây bầu trang nghiêm, màn bầu trùm trên thòng càng phan bầu đẹp, bình bầu lò hương khắp cùng cả nước. Bảy môn bầu làm đại một cây, có một đại cây đó cách đại đều một lắn tên, các cây bao đó đều có Bồ Tát Thanh Văn ngồi ở dưới trên các đại bầu, đều có trăm ức chư thiên trôi ký nhạc trời ca khen Đức Phật để làm việc cung dường. Bây giờ Đức Phật đó vì Ngài nhất thiết chúng sinh ý kiến Bồ Tát cùng chúng Bồ Tát và chúng Thanh Văn nói kinh Pháp Hoa. Ngài nhất thiết chúng sinh ý kiến Bồ Tát đó ưa tu tập khổ hành ở trong Pháp hội của Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật tinh tấn kinh anh một lòng cầu thành Phật mãn một muôn 2.000 năm đằng hiền nhất thiết sắc thân tam muội đằng tam muội đó rồi lòng rất vui mừng liền nghĩ rằng ta đằng hiền nhất thiết sắc thân tam muội này đều là do sức đằng nghe kinh Pháp Hoa ta này nên cung dường Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật và kinh Pháp Hoa. Tức thời nhập tam muội đó ở giữa hư không dưới bông Mãn Đà La, bông Ma Ha Mãn Đà La cùng bột kiến hắc chiến đàn đầy trong hư không như mây mà dưới xuống lại dưới hương ai thứ ngàn chiến đàn sâu thủ hương này ra chỉ cõi ta bà để cung dương Phật cúng dường thế đó rồi từ tam muội dậy mà tự nghĩ rằng ta giàu dùng thần lực cúng dường nơi Phật chẳng bằng dùng thân cúng dường liền uống các chất tơ tâm chiên đàn nuôn lục đấu lâu ba tất lực ca trầm thúy giao hương lai uống dầu thơm các thứ bông chim bạc vân vân mãn 1.200 năm rồi lấy dầu thơm xóa thân ở trước Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật dùng y báu cõi trời mà từ quấn thân dưới các thứ dầu tâm dùng sức nguyên thần thông ma từ đốt thân ảnh sang khắp soi cả 80 ức hằng hà xa thế giới các Đức Phật trong đó đồng thời khen rằng ấy thay thiện nam từ đó là chân thiệt tinh tấn gọi là chân pháp cúng dường Như Lai nếu dùng hoa hương chuối ngọc hương đốt hương bồn hương xoa phang lòng bằng lùa cõi trời và hương ái thứ ngàn chiến đan dùng các môn vật cúng dường như thế đều chẳng bằng được giả sử cuồng thành thế tử bố thì cũng chẳng bằng thiện nam từ đó gọi là món thi thứ nhất ở trong các món thi rất tôn rất thường với dùng pháp cúng dường các Đức Như Lai vậy các Đức Phật nói lời đó rồi đều yên lặng thân của Bồ Tát lửa cháy 1.200 năm qua. Sau lúc đó thân Bồ Tát mới hết ngài nhất thiết chúng sinh hỷ kiến Bồ Tát làm việc pháp cúng dường như thế
lại sanh trong nước của Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật ở nơi nhà vua Tịnh Đức bỗng nhiên ngồi xếp bằng hóa sanh ra liền vì vua cha mà nói kể rằng đại vương này nên biết tôi kinh hành chốn kia tức thời đáng nhất thiết hiện chữ thân tam muội diễn tu dẫn tinh tấn bỏ thân thể đáng yêu cung dường Đức Thế Tôn để cầu huệ vô thượng nói kể đó rồi thưa vua cha rằng Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật nay vẫn hiện còn tôi trước cúng dường Phật xong đang giải nhất thiết chúng sinh ngữ ngôn Đà La Ni lại nghe kinh pháp hoa này 800.000 muôn nước na do ta chân ca la tân bà la a xúc ba các bài kệ đại vương tối nay lại nên cúng dường Đức Phật đó thưa xong liền ngồi đài bay bão vây lên hư không cao bằng bảy cây đã là qua đến chỗ Phật đầu mặt lạy chân chắp tay nói kể khen Phật dung nhan rất đẹp là ánh sáng soi mười phương con vừa từng cúng dường nay lại về thân thấy lúc đó ngài nhất thiết chúng sinh hỷ kiến Bồ Tát nói kể xong mà bạch Phật rằng Thế Tôn Đức Thế Tôn vẫn còn ở đời ư bây giờ. Đức Nhược Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật báo ngài nhất thiết chúng sanh nhị kiến Bồ Tát rằng thiện nam tử giờ ta nhập niết bàn đã đến giờ diệt tần đã đến ông nên sắp đặt dường tòa ta trong đêm nay sẽ nhập niết bàn. Phật lại báo ngài nhất thiết chúng sinh nhị kiến Bồ Tát rằng thiện nam tử ta đem Phật pháp giao phó cho ông và các Bồ Tát đại đệ tử cùng pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng đem coi thất báo tam thiên đại thiên các cây báu đại báu và hàng chư thiên cung cấp hầu hạ đều giao phó cho ông sau khi ta diệt độ có bao nhiêu xá lời cũng phó chúc cho ông nên làm cho lưu bố rộng bày các việt cung dường nên xây bao nhiêu nghìn tháp Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật báo ngài nhất thiết chúng sinh nhị kiến Bồ Tát như thế rồi vào khoảng cuối đêm nhập niết bàn lúc đó ngài nhất thiết chúng sinh nhị kiến Bồ Tát thấy Phật diệt độ buồn cảm sâu khổ luyến mô nơi Phật niệm dùng hai thứ ngàn chiên đàn làm gian để cung dường thân Phật mà thiêu đó sau khi lửa tắt thâu lấy ra lời đứng trong tam muôn 4.000 bình bao để xây tam muôn 4.000 tháp cao ba thế giới trưng dọn trang nghiêm thòng các phan lòng treo các linh bao bấy giờ ngài nhận thiết chúng sinh hỷ kiến Bồ Tát lại tự nghĩ rằng ta giàu làm viên cúng dường đó lòng còn chưa đủ ta nay lại nên cúng dường Xa Lợi liền nói với các Bồ Tát đại đệ tử và trời rộng giả xóa vân vân tất cả đại chúng rằng các ông phải một lòng ghi nhớ tôi nay cũng dường Xa Lợi của Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật nói xong liền ở trước tam muôn 4.000 tháp đột cánh tay trăm phước trang nghiêm mang bảy muôn 2.000 năm để cúng dường khiến vô số chúng cầu thánh văn vô lượng vô số người phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác đều làm cho chủ trong hiện nhất thiết sắc thân tam muội lúc đó các Bồ Tát trời người A Tu La vân vân thấy ngài không có tay bên sầu khổ buồn thương mà nói rằng ngài nhất thiết chúng sinh nghĩ kiến Bồ Tát này là thầy chúng ta giáo hóa chúng ta mà nay đốt
tay thân trạng đầy đủ. Lúc ấy Ngài nhận thiết chúng sinh hỷ kiến Bồ Tát ở trong đại chúng lập lời thề rằng: tôi bỏ ái tay ắt sẽ đặng thân sắc vàng của Phật, nếu thiệt không dối thời khiến ai tay tôi hoàn phục như cũ. Nói lời thề xong hai tay tự nhiên hoàn phục, đó là do phước đức trí huệ thuần hậu của Bồ Tát cảm nên đương lúc đó. Cõi tam thiên đại thiên thế giới sau điều vang động trời dưới hoa báu, tất cả người trời đặng viết chưa từng có đức Phật báo Ngài Tú Vương Hoa Bồ Tát ý. Ông nghĩ sao nhất thiết chúng sinh hỷ kiến Bồ Tát, đâu phải người nào là chính nay là ông Dược Vương Bồ Tát đó. Ông ấy bỏ thân bố thí số nhiều vô lượng trăm nghìn muôn ức na do ta như thế Tú Vương Hoa, nếu người phát tâm muôn đằng đạo vô thường chánh đẳng chánh giác, có thể đốt một ngón tay nhận đến một ngón chân để cung dường tháp của Phật, ơn đem quốc thành thế tử và cõi tam thiên đại thiên, núi rừng sông ao các vật chân báu mà cung dường. Nếu lại có người đem bảy thứ báu đầy cả cõi tam thiên đại thiên cúng dường nơi Phật cùng đại Bồ Tát Diên Giác và A La Hán, công đức của người đó đang chăng bằng người thọ trì kinh pháp hoa này. Nhận đến một bài kệ bốn câu phương của người này, rất nhiều Tu Vương Hoa thì như trong các dòng nước sông ngòi kinh rạch thời biển là lớn. Thứ nhất kinh pháp hoa này cũng như thế, ở trong các kinh của Đức Như Lai nói rất là sâu lớn. Lại như trong các núi non Thổ Sơn, Hắc Sơn, núi Tiểu Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi cùng mười núi bao thời, núi Diệu Cao Lam bằng nhân kinh pháp hoa này cũng như thế, ở trong các kinh rất là bậc thượng. Lại như trong các ngôi sao mặt trăng là bậc nhất, kinh pháp hoa này cũng như thế, ở trong nghìn muôn ức các kinh pháp rất là sáng. Lại như mặt trời hay trừ các chỗ tối tâm, kinh này cũng thế hay phá tất cả sự tối bất thiện. Lại như trong các vua nhỏ vua chuyển luân thánh vương rất là bậc nhân, kinh này cũng như thế, ở trong các kinh là bậc tôn hơn cả. Lại như Đề Thích là vua trong 33 cõi trời, kinh này cũng thế là vua trong các kinh. Lại như trời Đại Phạm Thiên Vương là cha của tất cả chúng sanh, kinh này cũng thế là cha của tất cả hiền thánh bậc hữu học vô học cùng hàng phát lòng Bồ Đề. Lại như trong tất cả phàm phu thời bậc dự lưu nhất lai bất lai vô sinh duyên giác là bậc nhất, kinh này cũng thế tất cả Như Lai nói hoặc Bồ Tát nói hoặc Thánh Văn nói trong các kinh pháp là bậc nhất. Hơn cả có người thọ trì được kinh điển này cũng lại như thế, ở trong tất cả chúng sinh cũng là bậc nhất, trong tất cả Thánh Văn cùng duyên giác Bồ Tát là bậc nhất, kinh này cũng thế, trong tất cả các kinh pháp rất là bậc nhất. Như Phật là vua của các pháp, kinh này cũng thế là vua của các kinh. Tú Vương Hoa, kinh này có thể cứu tất cả chúng sinh, kinh này có thể làm cho tất cả chúng sinh xa rời các khổ não, kinh này có thể lợi ích cho tất cả chúng sinh đầy mãn chỗ mong cầu của
chúng như ao nước trong mắt có thể đầy đủ cho những người khát nước, như kẻ lành được lửa, như kẻ trần chuồng đặng y phục, như người buôn đặng chú, như con gặp mẹ, như qua sông gặp thuyền, như người bệnh gặp thầy thuốc, như tối đặng đèn, như nghèo đặng của báu, như dân gặp vua, như khách buông đặng biển, như đuốc trừ tội. Kinh pháp hoa này cũng thế, có thể làm cho chúng sanh xa rời tất cả khổ, tất cả bệnh tật đau đớn, có thể mở sự chăn trôi của tất cả sinh tử. Nếu người đặng nghe kinh pháp hoa này, hoặc chép hoặc bảo người chép đặng công đức, dùng chi huệ của Phật tính lượng nhiều ít, chẳng thể đặng ngàn mẹ đó. Nếu chép kinh sách này dùng hoa hương, chuối ngọc hương, đốt hương, bột hương, xoa phan lòng y phục, các thứ đèn, đèn nến, đèn dầu, các thứ đèn dầu thơm, đèn dầu chim bạc, đèn dầu tu man na, đèn dầu ba la la, đèn dầu bà lợi sư ca, đèn dầu na bà ma lợi, đem cúng dường đặng công đức cũng là vô lượng. Tu vương hòa, nếu có người nghe phẩm dược vương Bồ Tát, bốn sự này cũng đặng vô lượng vô biên công đức. Nếu có người nữ nghe phẩm dược vương Bồ Tát, bốn sự này mà có thể thọ trì thời sau khi dứt báo thân đàn bà đó, không còn thọ lại nữa sau khi Như Lai diệt độ 500 năm sau. Nếu có người nữ nghe kinh điển này đúng như lời mà tu hành, thời khi ở đây chết liền qua cõi an lạc, cho chủ sư của Đức A-di-đà Phật cùng chúng đại Bồ-Tát vây quanh mà sinh trên tòa báu, trong hoa sen chẳng còn lại bị lòng tham dục làm khổ, cũng lại chẳng bị lòng giận dữ. Đuổi ngu si làm khổ, cũng lại chẳng bị lòng kiêu màn ganh ghét, các tánh nhờ làm khổ đặng thần thông vô sanh, pháp nhân của Bồ-Tát đang pháp nhân đó rồi. Thời nhãn căn thanh tịnh, do nhãn căn thanh tịnh đó thấy 700 muôn 2000 ức na do tha hằng hà sa các đức Phật Như Lai. Bây giờ các đức Phật đồng nói khen rằng: ấy thầy thiện nam tử, ông có thể ở trong pháp hội của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mà tỏ chỉ đọc tụng suy gấm kinh này. Vì người càng nói ông đặng công đức vô lượng vô biên, lửa chẳng đốt đặng nước chẳng trôi đặng công đức của ông. Kinh Phật chúng nói chẳng thể hết đặng ông này đã có thể phá các giặc ma hoại quân sinh tử, các ngoáng địch khác thấy đều chư diệt thiện nam tử. Trăm nghìn các đức Phật dùng sức thần thông đồng chung thủ hộ ông, tất cả trời người trong đời không ai bằng ông, chỉ trừ các đức Như Lai. Bao nhiêu thiên đình trí huệ của các thánh văn duyên giác nhân đến Bồ Tát, không có ai bằng ông Tú Vương Hoa, vì Bồ Tát đó thành tựu sức công đức trí huệ như thế. Nếu có người nghe phẩm dược vương Bồ Tát bổn sự này mà có thể tùy hỷ khen ngợi, thời người đó trong đời hiện tại trong miệng thường thoảng ra mùi thơm hoa sen xanh trong lỗ chân lông, nơi thân thường thoảng ra mùi thơm ngưu đầu chiên đàn đặng công đức như đã nói ở trên. Tú Vương Hoa, vì thế ta đem phẩm dược vương Bồ Tát bổn sự này chúc lụy cho ông 500 năm sau khi ta diệt độ. Phải tuyên nói lưu bô dòng truyền ở cõi Diêm Phủ, để chớ để dứt mất, chớ cho hàng ác ma dân ma các trời rộng ra xóa cưa bán trả vân vân pha quay đàng. Tú Vương Hoa, ông
phải dùng sức thần thông giữ gìn kinh này. Vì sao? Vì kinh này là món lương dược của người bệnh. Trong cõi Diêm Phủ Đề, nếu người có bệnh đặng nghe kinh này, bệnh liền tiêu diệt, chẳng ra chẳng chết. Tú Vương Hoa, nếu ông thấy có người tỏ trì kinh này, phải dùng hoa sen xanh đựng đầy hương bột rải trên người đó. Rải xong nghĩ rằng người này chẳng bao lâu quyết sẽ lấy cỏ trái ngồi nơi đạo tràng. Pha các ma quân xà thối ốc pháp, đánh trong pháp độ tất tất cả chúng sinh ra khỏi biển sanh ra bệnh chết. Cho nên người cầu Phật đạo thấy có người thọ trì kinh điển này, nên phải sinh lòng cung kính như thế. Lúc Đức Phật nói phẩm dược Vương Bồ Tát Bồ Bốn sự này có tám muôn bốn nghìn Bồ Tát đằng phát giải nhất thiết chúng sinh ngữ ngon Đà La Ni Đức Đà Báo Như Lai ở trong tháp báu khen ngài Tú Vương Hoa Bồ Tát rằng hay thay hay thay Tú Vương Hoa ông thành tựu bất khả tư nghị công đức mới có thể hỏi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật việc như thế là làm vô lượng lợi ích cho tất cả chúng sinh. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa quyển thứ 6 tám trì tùy hỷ thân tịnh cát căng kiếp quên nhân pháp thể thường còn thần lực khắp càn khôn trao phó ân cần liều thân mang để báo ơn rộng lớn. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Ngài Di Lặc Bồ Tát do lượng kinh nhân sáu căn thanh tịnh hiện thiên chân bất kinh thể thường còn vì pháp thiêu thân cúng dường Phật tịnh minh. Nam mô Tú Vương Hoa Bồ Tát. Nam mô Tú Vương Hoa Bồ Tát. Nam mô Tú Vương Hoa Bồ Tát. Kinh Tam Điều Giác Ngộ của Bậc Đại Nhân A La người đệ tử Phật ngày đêm nên trí tâm nhớ nghĩ và tư duy về Tam Điều Giác Ngộ của các Bậc Đại Nhân. Điều giác ngộ thứ nhất, thế gian vốn vô thường, cõi nước rất mong manh, bốn đại lại khổ không, năm ấm là vô ngã, luôn sinh diệt biến đổi, ra dối không có chủ, tâm là nguồn việc ác, thân là rừng nghiệp tội. Nếu quan sát như thế, dần dần lìa sinh tử. Điều giác ngộ thứ hai, tham muôn nhiều là khổ, bao sinh tử nhọc nhằn, đều từ tham dục khởi. Nếu biết muốn biết đủ, thân tâm được tự tại. Điều giác ngộ thứ ba, tâm nếu không biết đủ, chỉ lo việc tham cầu, sẽ tăng thêm tội ác. Bồ Tát không như vậy, thường nhớ đến trì túc, vui cảnh nghèo giữ đạo, lấy tuệ làm sự nghiệp. Điều giác ngộ thứ tư, lưỡi biếng phải xả đọa, nên thường hành tinh tấn để phá phiền não ác, chiết phụng cả bốn ma ra khỏi ngục âm giới. Điều giác ngộ thứ năm, ngu si phải sinh tử, nên Bồ Tát thường nhớ luôn học rộng nghe nhiều để tăng trưởng trí tuệ mà thành tựu biện tài, rồi đem niềm vui lớn giao hóa cho tất cả. Điều giác ngộ thứ sáu, nghèo khổ hay oán hờn, thường kết nhiều duyên ác, Bồ Tát hành bố thí bình đẳng với oán thân, không nhớ đến lối cũ, không ghét bỏ người ác. Điều giác ngộ thứ bảy, năm dục là tai họa, thân dấu ở cõi tổ
dục lạc, thường nhớ nghĩ ba y, bình bát và phạm khi chí nguyện người xuất gia, luôn giữ đạo trong sạch, thực hành hạnh thanh tịnh, từ bi với tất cả. Điều giác ngộ thứ tám, sinh tử luôn thiêu đốt, khổ não thật vô biên, nên phát tâm Bồ Đề, tu hành cầu thanh đạo, cứu độ khắp tất cả. Nguyện thay thế chúng sinh, gánh chịu vô lượng khổ, khiến cho tất cả loài đều được đại an lạc. Tám điều nói trên đây, chư Phật và Bồ Tát đã tự mình giác ngộ và tinh tấn hành đạo, tu từ bi trí tuệ, nương theo thuyền pháp thân đến nơi bờ niết bàn, rồi trở lại sinh tử độ thoát các chúng sinh, cũng đem tám điều này chỉ dạy cho tất cả, khiến mọi loài chúng sinh biết được sinh tử khổ, xa lìa năm món dục, tu tâm theo thành đạo. Nếu người đệ tử Phật tư duy tám điều này, sẽ ở trong mỗi niềm diệt được vô lượng tội, thăng tiến đến Bồ Đề, mau thành tựu chính giác, dứt ăn đường sinh tử, thường an trú tịnh nhớ lạc. Tam bảo chứng minh ngoại thần hộ niệm Bồ Tát Thánh Tăng Phạm Vương Đế Thích Tư Thiên Vương Chúng Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thần Vương Nhất Thiết Thiền Thần chứng minh gia hộ. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức tu hành thật có trong ngày hôm nay, đối với thân thực hành thiểu dục tri túc, đối với khẩu nói lời thân tình xa rời các dục, đối với ý thường tư duy chính pháp. Chúng con kính nguyện sư phụ của chúng con Tư Đại Điều Hòa, chủ thế xa bà dài lâu, đời đời các kiếp vị lai thì hiện mang ánh sáng trí tuệ bát nhã của các đấng Như Lai, phổ độ khắp cả quần sinh, khiến cho muôn loài đều thấm nhuần lời Đức Phật dạy, tin sâu nhân quả, phát tâm Bồ Đề, ứng dụng tu hành, sống cuộc đời giác ngộ an vui giải thoát. Nguyện cho thân phụ thân mẫu của sư phụ và cha mẹ của tăng ni Phật tử đang tu tập tại chùa bền tật được thuyên giảm, tăng trưởng duyên lành tu theo chính pháp. Nguyện cho nhân dân Phật tử thiền nam tín nữ đã về chùa phát tâm cúng dường và tu tập tùy theo phúc báo của mình mà được bền căn thuyên giảm, gia quyến an khang lòng tín nơi tam bảo, ngày càng sâu tâm từ bi đối với chúng sinh tăng trưởng. Nguyện cho các hương linh chiến sĩ trần vong, đồng bào tử nạn dẫn quân du kích, tự về những người đã chết trong các cuộc chiến tranh cùng 12 loại cô hồn, chư vị hướng linh gia tiên nội ngoài kiếp này và các kiếp trước, các hướng linh oan gia trái chủ của tăng ni Phật tử tại chùa, các hướng linh có nhân duyên tại địa cuộc này, các hướng linh liên quan đến việc đổ sinh của chư tăng chùa Ba Vàng, tùy theo phúc báo cung dường và tu tập của chư tăng ni và các tín chủ mà được phát tâm giác tỉnh, lìa khổ minh khởi niệm từ bi, xa lìa đường khổ, tin sâu tam bảo sinh về nơi cõi Phật an vui. Chúng con xin hồi hướng công đức tu hành này về vô thượng Bồ Đề, vào hướng cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, các nhân viên y tế và tất cả những ai đang nỗ lực trong công cuộc phòng ngừa, khống chế và dập tắt dịch COVID-19 tại Việt Nam cũng như trên thế giới, có đủ duyên lành kiểm soát được dịch, sớm tìm ra vaccine dứt trừ nạn dịch. Hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân có thêm năng lượng tích cực cho việc điều trị bệnh. Hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân quá vàng sớm được sinh về cảnh giới an lành. Nguyện cho tất cả tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng cùng với gia quyến đều không bị lây nhiễm bệnh này. Chúng con lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh, đồng đất các nạn nước do biển đồng và lũ quét,
lột lòi tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh. Hồi hướng cho các chúng hành bền quỷ vương, ác độc quỷ vương, đa ác quỷ vương, huyết lệ sầu quỷ vương cùng các tiểu quỷ tử. Có liên quan tới ác nạn của nhân loại, nguyện cho chúng quỷ này được nương các công đức tu tập pháp lục hòa của chúng con mà tăng phúc tăng duyên giác ngộ Phật Pháp, từ bỏ việt ác hộ trì việt thiền, phát tâm Bồ Đề hộ trì Tam Bảo, cùng với chúng con kết duyên pháp lữ, thực hành công hành Bồ Đề, truyền tải Phật Pháp phổ độ chúng sinh, cầu vô thượng Bồ Đề. Nguyện cho nước nhà có phúc, dân tộc chúng kiên trí đức tròn đầy, nhân tâm hòa lạc, già trẻ kính nhường, trí ngu trăng nghiệt, mọi người chung sức giúp nước an dân, người vật cùng hưởng. Lại nguyện dòng giống Việt Nam các thế tâm đồng, quay về nguồn xưa phát minh bản địa, mong cho ba nghiệp chóng tiêu, chân tâm tỏ rõ, quốc độ thanh bình, đạo đời yên ổn. Khắp nguyện phước ban tất cả đức độ quần sinh, Phật Pháp thịnh hưng tam độ dứt na sạch nhà. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tùng kinh công đức có bao nhiêu, con xin lấy đó hồi hướng về. Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh, thầy đều thể nhập vô sinh nhận. Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não, nguyện được trí tuệ thật sáng ời. Nguyện các tội chướng thầy tiêu trừ, đời đời thượng hành Bồ Tát Đạo. Nguyện đem công đức tu hành này tràn giải mười phương khắp tất cả, hết thảy chúng con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng giác. Từ quy y Phật ơi, nguyện cho chúng sinh ơi hiểu thấu đạo lớn ơi, phát tâm vô thượng. Từ quy y Pháp ơi, nguyện cho chúng sinh ơi thâm nhập kinh tạng ơi trí tuệ như biển. Tự quy y tăng ơi nguyện cho chúng sinh ơi quản lý đại chúng ơi hết na thảy không ai.